Làm thế nào để rút token Go Split từ bảng điều khiển? Bước tiếp theo sau khi mua Split Contract Holder là payout số token Split Holder nhận được vào ví trong ứng dụng Smart Wallet. Đừng quên kích hoạt ví để thực hiện giao dịch với token Go Split. Để kích hoạt chỉ cần chuyển từ 0,1 Smart vào ví của bạn. Chúng tôi cũng xin nhắc bạn rằng Coin Smart được sử dụng làm gas trong tất cả các giao dịch với Antima. Để thực hiện giao dịch, bạn phải có ít nhất 5.500 Smart trong ví của mình. Như vậy, để rút token Gold Split, hãy mở bảng điều khiển trên trang web DEFIU. Ở trên cùng bên trái, bạn sẽ thấy tiện ích Available Gold Split. Đây là số dư token Gold Split hiện có của bạn. Trên tiện ích này có nút Payout. Hãy nhấn vào nút này. Xin lưu ý rằng để rút token sẽ yêu cầu xác thực hai yếu tố. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn số dư Gold Split để rút. Một cửa sổ sẽ mở, trong đó bạn sẽ cần dán địa chỉ ví Gold Split của mình. Địa chỉ có thể được sao chép trong Smart Wallet. Hãy dán địa chỉ đã sao chép, cho biết số lượng Gold Split cần rút và nhấp vào nút Transfer. Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần nhập mã xác thực hai yếu tố. Hãy mở ứng dụng Google Authenticator và nhập mã hiện tại trong ứng dụng vào ô thích hợp. Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy thông báo rằng yêu cầu rút token đã được tạo. Token sẽ sớm đến ví bạn đã chỉ định. Bạn sẽ tìm thấy lịch sử Payout trong phần Payout History. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn. Chúc bạn làm việc thành công!